Ok, vậy là trong cái buổi Pokemon Present ngày mùng 3 tháng 8 vừa qua, chúng ta đã nhận được khá thông tin. Sơ lược qua một chút thì chúng ta có tên của vùng đất, có 3 Pokemon mới, có form mới của huyền thoại và được biết cơ chế chiến đấu mới của bản này. Ngoài ra chúng ta còn có một số thông tin không quan trọng lắm như là các NPC mới. Trước tiên, vùng lãnh thổ mà chúng ta sẽ khám phá trong bản Pokemon Scarlet và Violet này sẽ mang tên là Paldea. Vẫn theo quảng cáo thì đây là một vùng open world hoàn toàn, nơi mà anh em có thể tự do khám phá bất cứ nơi nào mà mình thích mà không bị cốt truyện giới hạn. Có thể đánh gym nào chứ cũng được, nhưng mà các gym đó sẽ không thay đổi level theo đội hình của anh em, chỉ là để thi thoảng nếu như anh em muốn tăng độ khó thì thách đấu những cái gym mạnh hơn trước mà thôi. Trước đấy thì anh em sẽ phải tham gia một khóa học ở học viện cam hoặc là học viện nho tùy theo từng bản. Đây là cái điều làm tôi rất là e ngại, bởi vì khá chắc nó sẽ là một chuỗi đi từ chỗ nọ sang chỗ kia để chạy những cái cutscene rất dài mà anh em không thể skip được. Và sẽ là một đoạn khiến cho mỗi lần có ý định chơi lại game tôi sẽ phải cân nhắc. Đồng hành cùng anh em trong chuyến hành trình sẽ là Coraidon và Miraidon, hai Pokemon huyền thoại tượng trưng của mỗi bản. Cụ thể chúng nó sẽ là thú cưỡi cho người chơi, giúp vượt các loại địa hình như là leo vách đá, bơi dưới nước và bay trên trời. Giống như kiểu bên Legend Arceus, chúng ta có mỗi con cho một nhiệm vụ, còn ở đây thì gộp lại thành một Pokemon đa năng. Trong đó ta có thể thấy Miraidon là công nghệ tương lai có thể lăn bánh trên mọi địa hình, còn Coraidon thì là kiểu xe dùng năng lượng cơm, nó chạy trên đồng cỏ, bò trên vách núi và bơi dưới nước. Khá đáng tiếc khi chúng ta vẫn chưa biết hệ của hai Pokemon huyền thoại này. Và tôi khá chắc là chúng ta sẽ chỉ cưỡi nó ở giai đoạn đầu thôi, chứ chưa thể dùng cho đội hình được mà phải đến cuối game. Tiếp theo sẽ là về 3 Pokemon mới nhé. Đầu tiên là dạng vùng miền Paldean của Wooper, hay như người ta đã bắt đầu gọi nó là Pooper. Vốn đây là những con Wooper bị tranh giành lãnh thổ ở dưới nước, cho nên đã chuyển lên bờ sống tại các khu đầm lầy và đã hình thành một lớp màng độc bao quanh để giữ ẩm cho cơ thể. Nhờ đó, nó mang song hệ mới là độc và đất. Đây là song hệ từ xưa đến nay mới chỉ có Nidoking và Nidoqueen. Từ Gen 1 cho đến tận Gen 9, chúng ta mới có thêm con nữa. Có vẻ như Paldean Wooper được thiết kế dựa trên loài sa rông vùng Iberia. Loài này có một cách tự vệ khá bá đạo, đó là dùng chính xương sườn của mình đâm xuyên qua da để tấn công đối thủ. Dĩ nhiên là kèm theo chất độc. Vì vậy mà con này mang đặc tính là Poison Point, có khả năng nhiễm độc cho đối thủ nào dám chạm vào nó. Đặc tính thứ hai thì là Water Absorb, được giữ nguyên từ dạng Wooper gốc. Đối với một Pokemon hệ đất mà nói thì việc miễn nhiễm được với điểm yếu hệ nước đã là rất tuyệt vời rồi, huống gì còn được hồi máu nữa. Cho nên nhờ có đặc tính này thì Paldean Wooper chỉ còn lại 3 điểm yếu, đó là đất, sealing và băng. Trong khi đó thì kháng giác đấu, đá, bọ, tiên và kháng mạnh hệ độc, miễn nhiễm hệ điện. Wooper và Quagsire cũ còn có đặc tính ẩn rất xịn, đó là Unaware, giúp cho nó counter được những Pokemon thích setup như là Blaziken. Không rõ Paldean Wooper có được hưởng nốt cái đặc tính ẩn này hay không, hay đó là một đặc tính mới còn xịn hơn nữa. Mà cũng có thể nó sẽ không tiến hóa thành Quagsire đâu, mà có khi lại là một con mới không biết chừng. Tiếp theo là Fidoke, tên tiếng Nhật là Papimochi, là Pokemon chó con mang hệ tiên. Nhìn tên với hình dạng thì có thể thấy rõ ràng nó là bột bánh, không biết tại sao mấy con hệ tiên toàn bánh vết kẹo. Vì gọi là Pokemon chó con cho nên khá chắc là con này sẽ còn tiến hóa nữa, có lẽ lúc đấy nó sẽ thành cái bánh mì nướng. Pokemon này có cơ thể vừa mềm vừa ẩm, săn chắc và đàn hồi, thì vẫn như là bột bánh thôi. Hơi thở của nó có chứa men và được dùng để lên men các thứ. Chất men này rất hữu ích trong việc nấu nướng, cho nên Fido đã là bạn của con người từ thời xa xưa. Khi mà Pokemon này trở nên phấn khích thì nó sẽ đe dọa đối thủ bằng cách phình người lên. Đặc tính của Fido là On Tempo, giúp cho nó không bao giờ bị hỗn loạn, đồng thời thì miễn nhiễm được với Intimidate. Chúng ta chưa biết tí nào về chiêu thức, chỉ số hay là dạng tiến hóa của Pokemon này, cho nên là cũng không rõ nó có thể tận dụng được đặc tính đến đâu. Vậy nên trước mắt tôi cũng chỉ có gần đấy thứ để nói về Pokemon này thôi. Pokemon cuối cùng là Sea Titan, tên tiếng Nhật Harukujira, Pokemon cá voi cạn mang hệ băng. Theo như Bulbapedia thì thiết kế của con này có thể được lấy từ rất nhiều loài thuộc họ cá voi sống ở những vùng biển lạnh. Cái đầu to và miệng rộng giống như loài cá voi đầu cong là loài có miệng rộng nhất trong tất cả các loài động vật. Màu trắng của nó thì giống như cá voi trắng Beluga, còn sừng thì dễ liên tưởng đến kỳ lân biển. Pokemon này có 5 cái sừng, trong đó có 3 cái ở hàm trên có thể hấp thụ năng lượng băng giá và đóng băng tất cả những gì xung quanh nó. Ngoài ra nó còn có cả cơ bắp cuồn cuộn và một lớp mỡ dày. Nhờ đó mang theo đặc tính là thích phép, giúp giảm một nửa sát thương từ hệ băng và hệ lửa,
hóa giải được một điểm yếu, nhưng mà thật ra cũng không thấm vào đâu bởi vì hệ băng còn khá là nhiều điểm yếu nghiêm trọng khác. Đặc tính mà tôi thấy đáng giá hơn ở đây đó là Slash Rush, giúp cho Sea Titan tăng gấp đôi tốc độ dưới thời tiết mưa đá. Những Pokemon mà có đặc tính này thường có tốc độ cơ bản loanh quanh 50-60. Dựa vào hình dáng của Sea Titan thì tôi nghĩ là nó cũng không ngoại lệ. Nhưng mà khi anh em đầu tư hết vào tốc độ và nhân đôi lên thì cũng sẽ nhanh hơn cả Dragapult, cho nên là anh em đừng có coi thường nhá. Bù lại thì nhờ có chỉ số tốc độ thấp cho nên là nó sẽ có thể dồn sang công và thủ để mạnh lên. Tôi kỳ vọng rằng Sea Titan sẽ là một Pokemon công kích mạnh mẽ, giúp cải thiện chất lượng của cả team mưa đá nói riêng và cả hệ băng nói chung. Ok, tiếp theo là phần đáng chú ý nhất, đó là cơ chế chiến đấu của thế hệ thứ 9, được gọi là Terra Sterilize. Tôi nghĩ là tôi sẽ gọi nó là Terra từ bây giờ cho nó đỡ đau lưỡi. Dạng này sẽ biến một Pokemon trong team của anh em thành lấp lánh như pha lê và đội thêm một cái vương miện kỳ cục ở trên đầu. Mỗi cá thể Pokemon riêng biệt ở vùng đất Paldia sẽ có cho mình một hệ ẩn, được gọi là Terra Type. Anh em có thể tưởng tượng kiểu như là cung hoàng đạo hay là mệnh của chúng nó đi. Bình thường thì nó vẫn mang hệ vốn có, nhưng mà khi kích hoạt Terra thì nó sẽ biến hoàn toàn thành cái hệ ẩn này cho đến hết trận đấu. Ví dụ như con Pikachu bình thường là mang hệ điện, nhưng nếu nó có hệ ẩn là thép thì khi biến hình nó sẽ biến thành đơn hệ thép. Khi đó thì những khả năng kháng và điểm yếu của nó cũng sẽ thay đổi theo cái hệ mới này. Và kèm theo đó là sát thương của các chiêu hệ thép như là Iron Tail cũng sẽ tăng lên, nhưng bù lại thì sát thương của những chiêu hệ điện cũng sẽ giảm đi bởi vì nó không còn là hệ điện nữa. Các Pokemon có hệ Terra hiếm sẽ có thể được tìm thấy ở trong Red Den và anh em có thể gọi hội vào quay chúng nó theo cơ chế thời gian thực như là Pokemon Go, mặc dù tôi không hiểu những hệ Terra nào thì được gọi là hiếm ở đây. Điều mà tôi đang băn khoăn nhất ở đây đó là trên trang chủ của Pokemon còn nói là nếu một Pokemon sử dụng hệ Terra trùng với một trong các hệ gốc của nó thì chiêu thức của hệ đấy sẽ còn được tăng lên mạnh hơn nữa, có thể sẽ vào khoảng X2.25. Cho nên nếu như anh em Terra cùng hệ thì sẽ biến Pokemon thành phiên bản siêu việt hơn của hệ đó, còn nếu Terra khác hệ thì vẫn chỉ là một Pokemon bình thường. Những cái lợi thế do hệ mới mang lại nhiều khi nó không bù được những thứ mà mình phải hy sinh, cho nên tôi cũng không hiểu sự cân bằng giữa Terra cùng hệ và Terra khác hệ ở đây là như thế nào. Hiện tại tôi có thể đưa ra một vài ví dụ những trường hợp Pokemon có lợi thế từ cơ chế này. Trường hợp đầu tiên có lợi nhiều nhất là khi một Pokemon sở hữu xong hệ tự hủy, có quá nhiều điểm yếu và nó sẽ muốn biến trở về đơn hệ để có lợi về cả mặt công kích lẫn phòng ngự. Ví dụ như Tyranitar có thể biến từ đá bóng tối về đơn hệ đá, vẫn sẽ được hưởng gấp rưỡi thủ đặc biệt như bão cát và những đòn Stone Edge của nó sẽ càng hủy diệt. Aggron và Stakataka biến từ hệ thép đá thành đơn hệ thép, Lunala và Calyrex Shadow biến từ hệ siêu linh ma thành đơn hệ ma, biến những cái điểm yếu X4 của chúng nó sẽ trở về X2, đồng thời là cũng kháng được nhiều hệ hơn. Và dĩ nhiên là những chiêu thức hủy diệt như là Astro Barrier và Jarabon cũng sẽ được gia tăng sức mạnh. Trường hợp tiếp theo là những Pokemon không quan tâm đến việc giảm điểm yếu mà chỉ cần tăng đam thôi. Ví dụ như Kyogre và Dracovish muốn tăng thêm đam hệ nước, còn Rillaboom thì muốn tăng thêm đam hệ cỏ. Cũng có những Pokemon được thiết kế để phòng thủ, nhưng mà chúng nó không quan tâm đến Staff và muốn biến thành một hệ phòng thủ xịn hơn. Có thể nghĩ đến trường hợp của Blissey hệ tiên, Shuckle hệ thép hay là Shedinja hệ điện cầm bóng bay. Và trường hợp một số Pokemon có bộ chiêu thức cùng hệ quá phèn và muốn đổi sang hệ khác mà nó có nhiều chiêu xịn hơn. Ví dụ như Kyurem Black chả có lý do gì để mang hệ băng khi mà nó chỉ có thể dùng được mỗi chiêu Icicle Spear và nó có thể biến thành đơn hệ rồng hoặc đơn hệ điện để tận dụng những chiêu xịn. Pinsir hoàn toàn không có chiêu hệ bọ nào mạnh và nó có thể đổi sang hệ giác đấu để spam Close Combat, đổi sang hệ đất để spam Earthquake hoặc là đổi sang hệ đá để spam Stone Edge. Hoặc là Avalanche cũng có thể từ bỏ hệ băng nhiều điểm yếu mà ít chiêu vật lý mạnh của nó để đổi thành hệ giác đấu và tận dụng tối đa sát thương của chiêu Body Press. Đó là những gì mà tôi có thể nghĩ ra được trong khi viết cái kịch bản này. Trên lý thuyết thì anh em có thể tạo ra vô số dạng kết hợp Pokemon và hệ Terra, nhưng sau cùng khi mà meta hình thành thì có lẽ cũng sẽ chỉ trụ lại được một vài dạng kết hợp tiêu biểu nhất mà thôi. Và có lẽ hệ ma với hệ thép sẽ là hot nhất, chứ tôi tin là chả có ai muốn biến thành hệ bọ cả. Thêm nữa thì có vẻ như chỉ có những Pokemon bắt được ở vùng Paldia này mới có thể sử dụng Terra Sterilize, cho nên cũng chưa chắc cái Pokemon mà anh em đang nghĩ sẽ có thể bắt được ở đây đâu nhá. Chẳng hạn như Dracovish. Không biết anh em cảm thấy sao? Hay là anh em có ý tưởng gì về Pokemon nào được hưởng lợi nhất từ cơ chế trên? Hãy chia sẻ ở dưới phần bình luận cho mọi người cùng tham khảo nhé!
Ok, cảm ơn anh em đã chú ý đến video này cũng như là đã dành thời gian để xem hết nó. Bây giờ thì có lẽ là tôi sẽ phải dừng video ở đây. Cảm ơn sự ủng hộ của anh em và hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo. Stay cool!